9 này, các bạn không phải vẽ biểu đồ phân giải chức năng. Các bạn chỉ mô tả nhiệm vụ cho cô. Hoàn thành việc mô tả nhiệm vụ xong thì chúng ta sang bước 2. Nhóm này rất nhiều luôn, rất nhiều nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ của em đã mô tả ở phía trên rồi, em theo nhóm người dùng rồi, ở dưới em còn mô tả. Bỏ hết các biểu đồ đi nhé. Ôi, không cần phải biểu đồ UK đâu nhá. Nhóm của Kiên nhá. Cái phần này là cô muốn các em mô tả theo cái phân tích nhiệm vụ xong em mô phỏng bằng cái cơ, bằng các thể hiện bằng cái giao diện, các phát họa giao diện đơn của lẻ của các em vào đây, chứ không phải không cần phải phân tích hệ thống như này. Có bài đâu đây Kiên? Hôm nay có tham khảo cái bài phân tích yêu cầu phần mềm của ở đâu không? Đây, sau khi các em phân tích cái nhiệm vụ đầu vào là gì, đầu ra là gì, quá trình xử lý là gì rồi là xong, là em sang mục 2 cho cô, mục 2 là mục 3 là mã phát họa thiết kế luôn, thì em có hai phần em link rõ rõ luôn này. Đó là chúng ta có phần tổng quan và vừa phần thiết kế cái bản mẫu, thì tổng quan em sẽ giới thiệu qua về phần mềm của em và em đưa ra ba cái nhiệm vụ quan trọng nhất mà em sẽ thiết kế kịch bản mẫu. Kiên nghe rõ chưa Kiên? Vâng ạ. Sau đó trong phần thiết kế kịch bản mẫu thì bắt đầu các em mô tả đúng theo kịch bản mà một người ta vào người ta tương tác với ứng dụng của em như nào, và đến mỗi lần tương tác đấy thì chúng ta sẽ họ sẽ gặp cái giao diện gì thì em sẽ thiết kế cái giao diện đấy và xếp các cái giao diện vào đúng vị trí theo từng cái mô tả của các em. Thiết kế đơn thôi, chưa có sự liên kết giữa các giao diện nhá. Kiên nhớ chưa? Cả cái quá trình, cả cái này không dùng đến làm gì này. Bỏ hết đi. Cô chỉ yêu cầu các bạn phân tích người sử dụng của bạn gồm những nhóm nào, chia thành các nhóm và cái nhóm đấy có yếu tố như nào, sử dụng máy tính, sử dụng ứng dụng các thứ, các bạn chỉ cần phân tích thế thôi mà. Sau đó bạn phân tích nhiệm vụ bằng cách bạn phân rã ra, thứ nhất là nhóm người dùng này vào có chức năng gì, đầu vào là gì, đầu ra là gì, mô tả nó. Thế thôi, dừng lại đấy thôi, còn bắt đầu chúng ta sang phần 3 là chúng ta sẽ đi thiết kế nhiệm vụ của chúng ta ở phần 3. Còn cả cái loạt này không có nhá, bỏ hết, mấy trang liền luôn. Và đến phần 3 này các bạn bắt đầu làm hai phần này cho cô, lập báo cáo ở phần này gồm hai cái phần này. Trong đó người ta nêu rõ này, ở phần tổng quan thì nêu tình huống là chúng ta sẽ đưa ra ba cái nhiệm vụ của cái nhóm định phân tích. Đó, sau đó thiết kế sơ bộ thì các bạn sẽ mô tả cho cô từng nhiệm vụ một trong ba nhiệm vụ đấy. Và mỗi một nhiệm vụ thì đến cái bước nào các bạn lại thiết kế một cuốn sổ hoặc phát họa kèm theo thực đơn cho người sử dụng. Đấy. Câu hỏi rất là rõ luôn. Bỏ hết cái phần này đi, có ở đâu sai hết rồi. Ở phần 3, một phần 4, 5 mã này thì các bạn sẽ nối các cái thiết kế đơn này trở thành một kịch bản. Thông qua chúng ta sử dụng các cái ứng dụng lúc chúng ta phát họa thiết kế, hay chúng ta sử dụng trên bao boy thì các bạn thiết kế làm sao cho nó làm sao cho nó link được đến các cái ứng dụng các bạn. Để làm sao chúng ta kích nút này thì nó bắn ra được cái hộp thoại tương ứng, là chúng ta tạo thành các kịch bản đâu, như kiểu các hoạt hình ấy, kích vào đây thì nó ra mở ra chúng ta một cửa sổ hay mở ra chúng ta một thông báo hoặc chúng ta thực hiện sang một cửa sổ phụ thứ cấp chẳng hạn. Còn cái xây prototype trên máy tính các bạn lưu ý nha, nó chính là việc các bạn thiết kế các cái cửa sổ từ các phát họa sang trên cái ứng dụng mà các bạn thiết kế giao diện. Ví dụ các bạn nào về làm về CSAT thì các bạn sẽ thiết kế trên bộ công cụ Visual Studio cho cô. Thiết kế ra cái giao diện nó xác thực nhất, màu sắc nhất. Các bạn lại biết các hình ảnh vào đây cho cô và mô tả nó. Nó thuộc vào nhiệm vụ ở nhiệm vụ nào. Thế thôi mà. Nên chỗ này của nhóm của Kiên làm sai hết rồi. Kiên về sửa nhé. Nhóm Kiên sửa nhé.
Vâng ạ. Không cần phải như thế, không cần chi tiết đến như vậy, chúng ta nhầm rồi. Ta qua học tiếp lý thuyết 10 phút nữa chúng ta sẽ vào kiểm tra nhé, cô sẽ cho nghỉ trước kiểm tra.